Ngày 1 tháng 11, ba thành viên phi hành đoàn sứ mệnh Thần Châu của Trung Quốc đã có cuộc gặp gỡ đặc biệt với một nhóm học sinh Việt Nam ở Hà Nội. Các học sinh và giáo viên trường Trung học phổ thông Thăng Long đã có cơ hội giao lưu trò chuyện với các phi hành gia đang ở trên quỹ đạo cách trái đất 400 km. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ hợp tác ASEAN do Trung tâm ASEAN Trung Quốc và Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao Trung Quốc phối hợp với chương trình Vũ trụ có người lái của Trung Quốc tổ chức nhằm giới thiệu tới các em học sinh sinh hoạt và làm việc của các nhà du hành vũ trụ trên trạm vũ trụ của Trung Quốc. Trạm vũ trụ của Trung Quốc đang hoàn thành những công đoạn xây dựng cuối cùng. Sau khi xây xong, trạm vũ trụ của Trung Quốc sẽ hoạt động trên quỹ đạo khoảng hơn 10 năm. Trung Quốc bắt đầu xây dựng trạm vũ trụ từ tháng 4 năm 2021 với việc phóng mô đun lõi Thiên Hòa. Nếu hoàn thành trong năm nay, trạm vũ trụ của Trung Quốc sẽ là trạm vũ trụ được xây với tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay và trở thành phòng thí nghiệm vũ trụ quốc gia của nước này, giúp mở ra một kỷ nguyên mới trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học vũ trụ ở Trung Quốc.